Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Cường Kiên Thân và mình là Trà My. Tiếp tục chúng mình sẽ lên cho mọi người thêm một clip nữa về áo gió mà nhà mình đang có. Ở Hà Nội thì đang ấm lên rồi. Bây giờ chúng mình sẽ một tuần chúng mình chỉ lên cho mọi người 3 clip về áo phao thôi. Còn bây giờ chúng mình sẽ quay lại với sản phẩm áo gió của nhà mình nhá. Và mã chúng ta sẽ có sẽ là mã K. Từ K1 đến K30. Và ngay bây giờ đây chúng mình sẽ vào luôn với clip của ngày hôm nay nhé. Giá của chúng mình vẫn sẽ là 400.000 cho một sản phẩm. Bao ship, bao check, bao kiểm hàng hết nha mọi người. Và để mọi người không phải chờ đợi lâu về clip ngày hôm nay nữa thì ngay bây giờ chúng mình sẽ vào luôn với clip của ngày hôm nay với mã đầu tiên K1 ạ. K1 đầu tiên chúng mình sẽ có một em áo kiểu dạng form bomber của nhà Koway. Con này form size 110, từng form size XL ạ. Đây, màu chúng ta có sẽ là màu xám nhá. Con này vai 48, dài 69, rộng bụng 62, con này dưới 1m75 và dưới 75 cân này. Dưới 1m75 và dưới mình 75 cân đến với nhà Koway. Con này sẽ là áo gió 2 lớp nha mọi người. 2 lớp dày dặn. Với thời tiết hiện tại thì mình nghĩ là mọi người nên chuẩn bị cho mình những con áo gió 2 lớp như thế này. Cái thứ nhất là nó sẽ chống mưa nhẹ, mưa phùn nhẹ và mặc với thời tiết hiện tại thì cũng rất là phù hợp. Đây, một em áo gió 2 lớp con này dưới 1m75 giúp mình và dưới 75 cân với mã chúng ta có sẽ là mã K1 ạ. Mặt sau này, con này form khá là đơn giản, basic. Mình nghĩ là những cái màu như thế này và những cái thiết kế đơn giản như thế này thì ai cũng có thể mặc được nhá. K1 ạ. Móc luôn. K2. K2 chúng mình sẽ có một em áo gió 2 lớp tiếp này. Con này sẽ của ProSpec. Con này áo gió 2 lớp khá là dày dặn nha mọi người. Form size chúng mình có tiếp tục sẽ là form size XL. Con này thì là màu đen và được điểm nhấn thêm bằng màu xanh neon. Ngoài ra thì quần mũ con này sẽ không tháo rời được nha mọi người. Mũ không tháo rời được đâu ạ với ProSpec mã K2 này. Vai 54, dài 69 và bụng 61, dưới giúp mình 1m75 và dưới giúp mình 75 cân. Con này đẹp nhất là 1m70 đến 1m75. Mặc giúp mình con này ạ. Màu đen này, khá là đơn giản trên quần áo nhưng mà lại được điểm nhấn bằng cái phần là màu xanh neon ở phần mũ này và cũng như là phần là một chút xíu ở phần cổ áo đây nhá. Với mã sẽ là mã K2 giúp mình. K2 của ProSpec nha mọi người, 2 lớp dày dặn nhé. Con này mặc rất phù hợp với thời tiết hiện tại luôn. Tiếp K3. K3 chúng mình sẽ đến với gió 2 lớp tiếp. Con này sẽ là một em form khá là lịch sự. Mọi người đợi tí để mình nhìn xem con này đã của cái gì. Con này của gì á? Con này của Rogastit. Chắc là thương hiệu này mọi người ít khi thấy xuất hiện trên kênh nhà mình. Nhưng mà con này thì sẽ là một con form khá là lịch sự và vẫn tiếp tục sẽ là gió 2 lớp nhá. Của nhà Rogastit. Con này vai 40, con này vai 45, dài 74, rộng bụng 50. Form con này nó sẽ kiểu dạng form măng tô. Con này ở dưới giúp mình 1m75 và dưới giúp mình 75 cân. Vẫn là 1m70 mặc đẹp nhất nhá. Dưới 1m75 và dưới 75 cân này, form măng tô kiểu dạng form khá là giống form fest đấy mọi người. Nên mình bảo nó sẽ thuộc dạng form lịch sự này, cổ này. Cũng như là phần chi tiết áo này, màu chúng ta có sẽ là một em màu xanh đen nhé. Đây, cũng như là phần cúc phần tay áo này. Với mã là mã K3 giúp mình. K3 nhá, một em áo gió 2 lớp dày dặn form lịch sự này. K3 này. Mặt sau cho mọi người này. Đẹp chưa? Ngoài ra để thiết kế phần túi hộp mặt trước nhá. K3 giúp mình. Con này thì sử dụng đến cả phần cúc và cũng như là phần khóa kéo trên con áo. K4 đi. K4 chúng mình có sẽ cột em của nhà Columbia. K4. Con này có mũ đi kèm và cũng không tháo rời được mũ. Vẫn là 2 lớp dày dặn nha. Form size M này, hàng make in Cambodia giúp mình. Đây ạ, Cambodia của Colombia. Vai 49, dài 73 và dưới bụng 55. Tiếp tục dưới giúp mình 1m75 và dưới giúp mình 75 cân. Vẫn là gió 2 lớp chúng mình lên cho mọi người, chủ yếu là gió 2 lớp. Gió 1 lớp với thời tiết hiện tại thì mình nghĩ là nó sẽ hơi lạnh, nên là mình sẽ lên chủ yếu cho mọi người đã là gió 2 lớp nhé. Colombia này dưới giúp mình 1m75 và dưới giúp mình 75 cân. Và con này thì chúng ta sẽ có 2 màu phối hợp với nhau, đen và xám. 2 màu này mặc thì cực kỳ sáng ra. Và ngoài ra thì nó sẽ một chút xíu màu xanh neon ở phần mũ này thôi. Với mã là mã K4. K4 giúp mình nhé, của Colombia này. Đẹp chưa? K5 đi. Ui, con này thì phải nói với mọi người luôn là rất đẹp. Một con Adidas này. Con này có mũ đi kèm nhưng mà phần mũ được giấu trong cổ áo. Mọi người thích thì mọi người bỏ ra thôi. Adidas này mọi người. Con này thì sẽ là nhóm một lớp của Adidas. Nhưng mà một lớp khá là dày dặn, không hề bị mỏng nha mọi người. Những cái con... con này là hai lớp chứ. Con này là hai lớp của Adidas ạ. Con này vai 50, dài 65, rộng bụng 58, dưới 1m70 này, dưới 70 cân. Dưới 1m70 giúp mình và dưới 70 cân giúp mình cho em Adidas này. Không hiểu sao bây giờ vẫn còn sót lại những con Adidas đẹp như thế này luôn mọi người. Đây, phần khóa kéo này, full logo hãng này. Làm rất là tỉ mỉ nhá mọi người ơi. Cái phần túi này thì mọi người có thể đựng đồ được nhá. Đây, bên trong này nó là một cái túi để đựng đồ. Với mã là mã K mấy? K5. K5 giúp mình là Adidas. Đẹp chưa? Con này thật sự luôn, ai nhanh tay sẽ còn dưới 1m70, dưới mình 70 cân. Đến với K5 của Adidas nha. Ta con này chắc là đầy đủ hết đấy. Con này chỉ có phần tag trên thôi. Phần tag dưới không có. Nó chỉ đi kèm phần tag trên rồi thôi nha mọi người. K5, K6 đi. K6 chúng mình sẽ đến với một em của nhà Reebok. Con này thì sẽ là rất dày dặn này. Bên trong được lót nỉ của Reebok, form size là 100. Tương ứng form size L này. Reebok ạ. Lót nỉ bên trong nhá. Vai 44, dài 63, rồi bộ 52, dưới 1m70, dưới mình 70 cân. Dưới 1m70 ạ, dưới 70 cân con này sẽ tầm 1m65 đến 1m68 mà con này rất là đẹp. Con này thì bởi vì nó được điểm bằng cái phần là viền lai hồng. Nên là mình nghĩ là nếu mà các chú có thể mua cho vợ mình ở nhà thì rất là đẹp con này đấy. Phần tay áo các thứ cũng còn nguyên, không hề sờn, không hề rách. Màu này cũng là một trong số những con màu rất dễ mặc. Tầm 1m65, 1m68 mặc giúp mình con này nhá. Với mã là mã 6. K6 giúp mình của nhà Reebok và bên trong con này sẽ được lót nỉ. Những cái con lót nỉ này thì cực kỳ là ấm bên trong nha mọi người. Bên ngoài là gió, bên trong lót nỉ của nhà Reebok nha. Với mã sẽ là mã K6 giúp mình nhá. Tag đi kèm con này cũng đầy đủ hết này. Với K6 này. K7 đi. K7 chúng mình sẽ có một em gió hai lớp tiếp tục của nhà Le Coq Sport Le Coq. Với mã là mã K7. Ngoài ra thì con này chúng ta có sẽ là form size L này, màu đỏ này. Đỏ này là rất là đỏ tươi nhá mọi người ơi. Đây. Form size L của nhà Le Coq nhá. Với mã là mã K7 này. Vai 43, dài 71 và rộng bụng 59, con này form khá to đấy, dưới 1m75. Và dưới 75 cân, tầm 1m70 và 1m75 mà con này sẽ đẹp này. Form con này khá to nha. Đây ạ. Phần logo trên quần áo chúng ta có 100% theo hết. Với mã sẽ là mã K7 giúp mình. K7 đến với Le Coq nha. Gió hai lớp tiếp tục của nhà Le Coq này. Đỏ tươi nha mọi người, không một vết bẩn giúp mình. Mà sau thì trơn nhưng mà trước thì full logo theo. Le Coq nha mọi người ơi. Đỏ tươi với mã K7 này. Tag đi kèm của nó cũng đầy đủ hết nha. Tiếp K8 đi. K8 tiếp tục một em màu đỏ tươi tiếp. Em này sẽ của nhà Fila này. Form size chúng ta có sẽ là form size 95. Con này form size nhỏ thôi. Cái mã là mã K8. Hôm trước các bác tìm mà form size nhỏ thì clip hôm nay sẽ có nhá. K8 này. Vai 39, dài 60 và rộng bụng là 46. Con này dưới giúp mình 1m65. Và dưới 65 cân. Dưới 1m65 giúp mình cho con này này. Và dưới 65 cân nhá. Với Fila, một em màu đỏ tươi kết hợp với màu trắng và đen. Ở hai bên tay áo này, Fila. Dưới 1m65 giúp mình và dưới 65 cân. Phần logo Fila chúng ta có sẽ là phần logo theo nhé. Với mã là mã K8 giúp mình ạ. Fila hai lớp ạ. Tag đi kèm của Fila cũng đầy đủ hết này. Với K8. K9. Sao không có móc à? K9 này. K9 chúng mình sẽ đến với Nike hai lớp nhá. Form size chúng ta có sẽ là form size M. Hàng Make in Việt Nam. Đây. Hai lớp form size M hàng Make in Việt Nam với K9. 342, dài 67 và giống mục là 52. Con này dưới giúp mình 1m75 và dưới 75 cân. Đẹp nhất sẽ là 1m70, 1m72 mà con này giúp mình. 1m70, 1m72 mà con Nike để giúp mình gió hai lớp dày dặn luôn với Nike này. Hai màu sắc xanh đen và xanh navy. Thật sự hai màu này cũng rất là dễ mặc mà các chú lớn tuổi vẫn mặc được cái màu này. Với mã chúng ta có sẽ là mã K9 nhé. K9 Nike này. Tag đi kèm này. Ui, tag của nó phải cả một quyển luôn đấy mọi người. Đây nhá. Với mã là mã K9 này. K10. K10 chúng mình sẽ có một em này sẽ là gió một lớp màu trắng. Con này đảm bảo mọi người là trắng tinh. Của Renoma form size 95. Con này cũng là một em form khá là nhỏ xinh thôi. 338 dài 67, phải dùng mũ 46. Con này dưới giúp mình 1m70 và dưới giúp mình 70 cân. Dưới 1m70 là dưới giúp mình 70 cân này. Đến với Renoma này mọi người. Con này trắng là mình sẽ bao độ trắng tinh cho con này nhá. Trắng là trắng tinh, gió con này là gió một lớp ạ. Của Renoma con này thì sẽ không đi kèm mũ mặt sau này. Dưới 1m70 cho con này thôi và dưới giúp mình 70 cân của Renoma. Phần chữ này nó sẽ là chữ logo in nổi trên 100% phần tàn trên con áo nhá. Đang đi kèm đầy đủ hết. Mã QR, mã vạch, check các thứ này, đầy đủ hết này. Với mã là mã K10 giúp mình. K10 trắng là bao trắng tinh đấy ạ. Khóa nó còn được phối họa tiết hai màu, một bên đỏ và bên đen. Khá là hay. K11 đi. K11 chúng mình sẽ có một em kết hợp cả gió cả nỉ. Bên mặt sau là chúng mình sẽ có là lớp nỉ, còn mặt trước là chúng mình sẽ có là gió. Em này sẽ của nhà Ni, phong size 105 này. Vai 50, dài 68, rộng bụng là 57. Con này dưới mình 1m75 và dưới mình 75 cân. Dưới 1m75 và dưới 75 cân. Một em áo dày dặn được kết hợp cả gió cả nỉ, chủ màu chúng ta có là màu đen. Form trơn, basic, ai cũng có thể mặc được con này giúp mình. Với mã là mã 11 nhé. K11 ạ. Ngoài ra thì cái phần logo mặt trước này chúng ta sẽ có là hình thêu của Ni nhé mọi người. Kết hợp cả gió cả nỉ thì rất là ok rồi. Tag đi kèm này. Tag con này cũng đi kèm đầy đủ hết đấy. Với mã là mã K11 à. K11 nhé mọi người ơi. Đây, phần tag logo bên trong ạ. Với K11 giúp mình đây. K12 đi, con này dày. K12 vẫn tiếp tục nữa một con siêu dày của Puma, gió của Puma này. Với K12 này. Tháo móc gì vậy? Tự dưng tháo móc làm gì vậy? K12 chúng mình sẽ đến với Puma. Con này là gió siêu dày nhé mọi người. Với K12. Vai 46, dài 68 và rộng bụng 55. Con này dưới giúp mình 1m75 nhá. Và dưới giúp mình 75 cân này. Con này dày nha mọi người ơi. Ai muốn tìm những con áo gió dày thì mình nghĩ là nên chọn con này. Dưới 1m75 nhá. Và dưới giúp mình 75 cân. Con này được kết hợp giữa màu xanh và màu trắng. Thật sự hai màu này cũng là một trong những con màu cực bạc, cực kỳ sáng ra. Và Puma này chắc chắn là phần logo nó sẽ là phần logo thêu này. Có mũ đi kèm vào cái phần mũ này thì mọi người không tháo được ra nhau nhá. Nhưng mà cái mũ này mọi người có thể giấu trong cổ áo được. Với mã là mã K12 giúp mình của Puma. K12 con này cũng rất đẹp và rất mới. Không hiểu sao lại sót lại những con mới như thế này. Đây, tag đi kèm của Puma cũng như là mã check cái thứ này. Đầy đủ hết này. Với K12, K13 đi. K13 tiếp tục với em mặc khoác gió dày. Con này, con này bị cắt tag à? Con này của cái gì nha? Con này lại bị cắt cái phần tag, mọi người đợi mình xíu để mình nhìn cái phần tag dưới. Con này của Hupa. Hupa Sport. Con này sẽ là một em khá là dày dặn nha. Màu đen kết hợp với màu xám. Vai 52, dài 74 và rộng bụng là 43. Con này phải dưới 1m80. À, muốn tìm áo gió size to thì nhà mình vẫn có nhá. Con này phải dưới 1m80, dưới mình 80 cân. Con này form to giúp mình nhá. Con này dài tận 74 cơ ạ. Dưới 1m80, dưới mình 80 cân. Con này 1m75 đến 1m80. Mặc thì rất là ok này. Với mã sẽ là mã 13. K13 giúp mình nhá. Con này thì được nhấn bằng những họa tiết màu viền vàng. Đây, cả trên phần túi áo này, từ áo này, xám, đen và được nhấn một chút xíu viền vàng để mã K13 nhá. K13 con này sẽ của Hupa. Đây, phần tag của logo, phần tag của bên này thì phần tag con này thì phải cắt nó rồi ạ. K13 giúp mình nhá, dưới 1m80, dưới 80 cân. Con này nỉ lót bên trong rất dày dặn đấy. K14. Tiếp tục với em màu đỏ tươi. Hôm trước cũng có anh nào nhắn tin muốn hỏi là mua áo màu đỏ thì mọi người vui lòng săn trên live giúp mình. Bởi vì lượng đơn hàng của mình bây giờ quá nhiều nên là cái phần chọn riêng ấy thì rất là khó nhá. K14 này chúng mình sẽ đến với lại Amosense, form size 90, tương ứng size S này. Vai 38, dài 71 và rộng bụng 49. Con này dưới giúp mình 1m70, dưới mình 70 cân. Con này sẽ là một em form băng tô nhé. Form băng tô con này tầm 1m65, 1m68 mặc sẽ đẹp nhất. Với lại mã là mã 2. Xong lột cái mã cũ ra. Mã 14 ạ. K14 giúp mình ạ, đỏ tươi. Đây ạ. Con này chất liệu bên ngoài của nó kiểu dạng canvas ấy, chống nước nhẹ của canvas, không hẳn là gió. Dạng canvas. Người bác là cao 14, dưới mình 1m70, dưới mình 70 cân nhá. Mặt sau này, giày dặn 2 lớp, có mũ đi kèm và không tháo rời được mũ giúp mình. Cao 14 á. Cao 15. Cao 15 chúng mình sẽ có một em áo gió 1 lớp. Con này là áo gió 1 lớp nhưng mình thấy nó quá là đẹp nên mình phải mang lên đây cho mọi người xem. Con này sẽ của Puma và màu chúng ta có kiểu là màu nogi Puma nhé mọi người. Form size chúng ta có sẽ là form size lò, gió 1 lớp của Puma này. Gọi là 1 lớp thôi nhưng mà nó khá là dày dặn. Nó không bị mỏng dính như kiểu của ăn kilo đâu. Vai 50, dài 67 và rộng bụng là 57. Con này dưới giúp mình 1m75 nhá, và dưới 75 cân này. Dưới 1m75 và dưới mình 75 cân với Puma 1 lớp này. Màu chúng ta có kiểu dạng màu nogi ấy. Và màu này thì mặc cũng cực kỳ sáng ra. Và gió 1 lớp có mũ thì nó sẽ không tháo rời được mũ đâu. Ít khi có tháo rời được mũ lắm. Với mã là mã K15. K15 Puma nhé mọi người, gió 1 lớp ạ. Dưới 1m75 và dưới 75 cân. Những cái con này nó sẽ có phần dây rút nữa. Phần dây rút ở dưới cái này thì về mọi người thích nó rộng ra thì mọi người cho nó rộng ra, thích hình phong xuông thì phong xuông. Mọi người thích để thế thì để thế cũng được, không vấn đề gì. Thôi cái phần tác đâu. Con này lại không có tác cái trong, không có tác giấy rồi ạ. Bị cắt rồi. Với mã là mã K15 nhá. K15 giúp mình này. 16 đây. K16 chúng mình sẽ có một em tiếp tục của em siêu dày dặn. Con này của cái gì ta? Mọi người đợi mình xíu để mình nhìn xem nó là của cái gì ạ. Con này sẽ của Lasted Woolworth này. Phần tag logo nó in hẳn trực tiếp vào trong áo như này này. Con này sẽ rất là dày dặn nha. Vai 44, dài 67 và rộng bụng 52. Con này dưới giúp mình 1m70 và dưới giúp mình 70 cân nữa con này thôi. Con này chỉ tầm 1m70, dưới mình 70 cân thôi. Form dày dặn nhưng mà nó phần áo nó sẽ là form ôm ấy. Nên là chỉ tầm dưới 70 cân được mặc được con này thôi ạ. Với mã là mã 16, K16 giúp mình. Con này form size M. K16 giúp mình nhá. Chúng mình tiếp tục với mã 16 nhá. Đây. Dưới 1m70 và dưới mình 70 cân. Con này thì khá là dày dặn nha mọi người. Nên là ai muốn xì cho mình con áo gió dày dặn thì mình nghĩ là con này sẽ là một trong số những sự lựa chọn đối với mọi người ạ. Với mã chúng mình có sẽ là mã K16 nhá. K17 đi. K17 ạ, chúng mình sẽ đến với Fila này. Tiếp tục sẽ là áo gió 2 lớp và con này cũng rất dày dặn nha. Với K17 gió 2 lớp Fila, form size 155 này. Con này sẽ là một con màu mình nghĩ là nó sẽ rất là đẹp đấy. Và con này cũng chỉ có 1 con thôi nên là mọi người ai săn được thì săn nhá. K17 này, vai 40, dài 67 rồi 148. Con này dưới mình 1m75 và dưới 75 cân. Dưới 1m75 và dưới 75 cân được kết hợp 2 màu xanh navy và màu xanh rêu. 2 màu này là 2 con màu cũng bán rất là chạy ở nhà mình. Và 2 con màu này đã được kết hợp với nhau thì mình nghĩ là sẽ bán được con này và sẽ rất là ok với con màu này nhá. Với mã là mã K17 Fila nhá, form size là 155, dưới 1m75 giúp mình và dưới 75 cân vẫn là 1m70, 1m72 là con này đẹp nhất giúp mình nhá. Fila. Đây mọi người. Tem chính hãng này, mã check các thứ này, đầy đủ hết của Fila luôn nhá. Với mã là mã K17 giúp mình. Đẹp. K17 ạ. 18 đi. K18 chúng mình sẽ có tiếp tục một em áo gió 1 lớp và con này trắng là mình sẽ bao độ trắng tinh cho con này. Con này của Pristic Creatures, form size L này mọi người. Gió 1 lớp nha. Con này có mũ đi kèm và phần mũ là giấu trong cổ áo, mình sẽ không tháo ra nhá. Gió 1 lớp ạ. 347, dài 68, rộng bụng là 53. Con này dưới giúp mình 1m75 và dưới mình 75 cân. Tiếp tục với con này nhá. Dưới 1m75 và dưới giúp mình 75 cân. Với mã là mã K18 á. K18 gió 1 lớp nha. Con này thì mình nghĩ là khoác nhẹ thôi. Chứ với thời tiết mà bắt đầu lạnh sâu ấy thì mọi người mình nghĩ là con này sẽ không phù hợp lắm. Với mã là mã K18. Con này trắng mình bao trắng tinh nhá, không phải vết bẩn. 19. K19 ạ, tiếp tục với em màu đỏ. Con này thấy là đỏ đô của Nike này, 2 lớp này, form size M, hàng Made in China này. Với K19 giúp mình nhá, Nike. Form size M, hàng Made in China. Con này có mũ đi kèm và cái phần mũ nó chỉ giấu được trong cổ áo thôi chứ không tháo được mũ đâu nha mọi người. Màu đỏ đô nhá. Vai nặng 47, dài 68 và rộng bụng 54, dưới 1m75 và dưới mình 75 cân. Con này màu đỏ đô, mình nghĩ là màu này thì mặc rất là ok. Và ngoài ra thì nó sẽ là 2 lớp dày dặn. thật sự con này rất đẹp. Logo Nike theo này. Đây nhá, dưới 1m75 và dưới mình 75 cân cho con này. Tag đi kèm này mọi người, cũng cả một quyển tag luôn. Đây. Rất nhiều và mã check cũng như này. Cái này dòng cốt là dòng cốt check của con áo này. Tag đi kèm đầy đủ này. Với mã là mã K19 á. K19 thật sự con này đẹp quá. K19 nhé. K20. K20 chúng mình sẽ đến với XR Pervations form size 95. Tiếp tục với màu trắng 2 lớp. Con này thì tiếp tục mình sẽ bao độ trắng cho con này. Vai 46, dài 64, rộng 150. Con này dưới mình 1m75 và dưới 75 cân. Tiếp tục mình sẽ bao độ trắng cho con này nhá. Dưới 1m75 này và dưới mình 75 cân. Đây nhé. Với mã là mã K20. Con này tầm 1m70, 1m72 vẫn là đẹp nhất. Xin lỗi mọi người nhé, con này chỉ dưới 1m70 thôi và dưới 70 cân. Con này dưới 1m70 nhá, không phải dưới 1m75 đâu ạ. Tầm 1m65, 1m68 mà con này sẽ ok. Với mã là K20 rồi mình, mặt sau này. Nó đi kèm vào một phần túi ở mặt sau, cái phần túi này mọi người có thể đựng được nhá. Trắng là trắng tinh cho con này, với mã K20 giúp mình. 2 lớp nha mọi người ơi. 21 đi. K21 chúng mình sẽ có một em áo gió một lớp nha, một lớp là khá là dày dặn. Con này sẽ của Kolon Sport này, form size L này. Một lớp dày dặn nha mọi người, không hề mỏng nhá. Vai 47, dài 66 và rộng bụng là 55. Con này dưới giúp mình 1m66 à. Con này dưới 1m75 và dưới 75 cân. Với Kolon Sport, một lớp siêu dày dặn cho con này luôn. Dưới 1m75 và dưới mình 75 cân, tầm 1m70, 1m72 sẽ mặc được con này. Với mã sẽ là mã 21. K21 cho mình đến với nhà Kolon Sport. Và con này cũng sẽ là một trong số những con rất là mới. Màu rất là trung tính và màu này thì ai cũng thể mặc được. Với K21 Kolon Sport. K22. K22 chúng mình sẽ có một em tiếp tục hai lớp dày dặn của Hamels, form size L này. Hamels với mã K22. Màu chúng ta có sẽ là màu đỏ đen. Vai 48 à. Vai 48, dài 64 và rộng bụng 52. Con này dưới giúp mình 1m70 thôi, và dưới 70 cân. Đây. Vai 48, dài 64, rộng bụng 52, dưới 1m70 nhá. Và dưới mình 70 cân đến mấy Hamel nè. Hai lớp dày dặn nha, đỏ đen ạ, với mã là mã K22. Thật sự con này mới. Rất mới với con này luôn, dày dặn nhá. Gió hai lớp nhưng mà con này không đi kèm mũ thôi. Tag đi kèm của nó này, đầy đủ hết nha mọi người. Với K22 giúp mình. Ai thích con này thì mình nghĩ là mua luôn. Để chờ đợi suy nghĩ thì chắc chắn là sẽ không còn. K23 đi. Đây cái phần giữ nhiệt bên trong còn nguyên này. 23. 23 chúng mình sẽ có một em áo gió một lớp. Con này sẽ của Airworks. Nhưng mà con này thì họa tiết nó rất là đẹp. Form size con này là size S thôi. Với K23 con này có mũ đi kèm mà không tháo rời được mũ. Nhưng mọi người có thể giấu được vật mũ trong cổ áo nhé. Của Airworks. Form size S. Vai 42, dài 64, rộng bụng 54. Con này dưới mình 1m70, dưới 70 cân. Dưới 1m70 nhé, và dưới 70 cân gió một lớp ạ. Nó đẹp là cái chỗ cái phần họa tiết dàn di này. Thật sự luôn, họa tiết dàn di màu xám kết hợp với quả màu trắng này, mặc lên bao sáng ra, bao đẹp luôn. Với mã là mã K23 giúp mình. K23 nhá, của Airworks ạ. Thương hiệu này chắc là mọi người không có xa lạ gì rồi. Con này gió một lớp. Con size S, muốn tìm size S thì vào clip này nha. 24. K24 mình cũng có một con siêu đẹp. Và con này nó sẽ thuộc dạng phao nhẹ. Con này sẽ thuộc dạng phao nhẹ với K24. Con này thì cũng là một trong số những con rất là đẹp mà nhà mình đang có. Nên là mình sẽ để con này lên giá 400 cho ai mua được thì mua nhá. Con này sẽ của MLB này, NI. Màu trắng nhá. Và con này trắng là mình tiếp tục bao độ trắng con này. Vai 45, dài 68, là 50, dưới mình 1m75 và dưới 75 cân nhá. Dưới 1m75 này và dưới 75 cân giúp mình cho con này. Với MLB. Trắng là trắng tinh với mã K24 giúp mình. K24 một con duy nhất, không có con thứ hai đâu mọi người ạ. Một con trắng duy nhất mà nhà mình có. Với K24 nhá. Đây dưới 1m75 và dưới mình 75 cân này. K24 giúp mình nhá. Trắng trắng tinh. Một con duy nhất nha mọi người, không có con thứ hai đâu ạ. K25 đi. K25 một lớp của Nike này. Form size M hàng Made in Malaysia. Một lớp của Nike nhá. Form size M hàng Made in Malaysia này. Với mã hàng K20 mấy đấy? 25. Vai 50, dài 62, rộng 145, dưới giúp mình 1m65 cho con này và dưới 65 cân. Con này form nhỏ thôi, dưới 1m65 và dưới 65 cân, tầm 1m60 đến 1m65 mà con này sẽ vừa. Hai màu xanh và đen, cũng rất mới nhá. Con nào lỗi mình sẽ bỏ ra luôn, nên là mọi người yên tâm ạ. Với K25 của Nike nhá, con này sẽ là gió một lớp. Tag thì kèm nó đầy đủ hết mà, nên là mọi người yên tâm. Tag của nó cả phải cả một quyển, và thậm chí là cái dòng mã code check của nó này cũng đầy đủ hết này. Với K25 đẹp chưa? 26 đi. K26 chúng mình sẽ đến với hai lớp của nhà Le Coq. Màu xanh, xanh đen với lại kết hợp với xám. Phong size 100 này của Le Coq với mã K26. 345 dài 68 rộng 457 dưới 1m75 nhé, và dưới 75 cân này. 1m70 72 mà con này giúp mình siêu đẹp luôn. Màu xanh đen kết hợp với màu xám. Gió hai lớp nhá. Với mã là mã K26 giúp mình hai lớp con này vừa phải, nó không quá dày dặn đâu. Le Coq phong size 100 nhá mọi người ơi. Con này thì tháo rời được mũ. Với K26 ạ. Đây ạ. 27 đi. K27 chúng mình sẽ có một em gió màu trắng của Puma này. Và con này thì tiếp tục mình sẽ bao trắng tinh nhé. Vai 44 dài 74 rộng mục 55. Con này dưới của mình 1m80, dưới 80 cân, form này khá to đấy. Dưới 1m80, dưới 80 cân tầm 1m75 mà con này sẽ rất đẹp. Puma giúp mình. Trắng là trắng tinh nhé mọi người, không một vết bẩn. Đó, con này gió hai lớp, mình bao độ trắng cho con này luôn, form size lò. Với mã là mã K27. K27 này Puma này. Bao trắng tinh cho con này luôn, không một vết bẩn nha mọi người. Đây, tag đây kèm đầy đủ hết này. Con này hàng Made in Korea. Made in Korea. Đây cũng như là tag check các thứ đầy đủ hết nhá. Với K27, 28 đi. K28 chúng mình sẽ đến với một em màu khá là nổi bật với màu cam của nhà Fila, phong size 95 này. Fila phong size 95 màu cam với mã K28. 348 dài 64, rộng bụng là 58. Rộng bụng 48. Con này dưới của mình 1m70, dưới mình 70 cân nhé. Dưới 1m70, dưới 70 cân. Đến với Fila, hai lớp dày dặn và con này sẽ là màu cam, một con màu khá nổi bật. Và ai thích sự nổi bật, nhiều màu sắc thì mình nghĩ con này rất là đẹp đấy ạ. Với mã K28 của mình của Fila nhé. Hai lớp siêu dày dặn luôn. Và cũng như là tag đi kèm này, Fila này, chính hãng nhé. 28 ạ. 29 đi. 29 chúng mình thôi rồi bỏ qua Nike này, thay mã 29 hàng mã khác đi. 29 chúng mình sẽ có một em của Kopink. Kopink và màu này thì là một trong số những con màu mà mình lên like áo phao. Có những cái con màu này và rất nhiều người thích màu này luôn. Hôm nay chúng mình sẽ có mềm áo gió hai lớp dày dặn màu như này, phong size 100 của Kopink này. Đây. Đang đi kèm nhé, với mã K29. Vai 44 dài 64 rộng bộ 48 là dưới 1m70 và dưới 70 cân. Dưới 1m70 và dưới 70 cân, mọi người nhìn màu này chắc chắn là ai xem live nhà mình ngày nào cũng xem ấy thì chắc chắn là nhìn màu này sẽ rất quen thuộc, bởi vì hai phiên live gần đây nhất là chúng mình đều có hai con áo gió màu giống như thế này và rất nhiều người muốn mua cái màu đấy, nhưng mà chúng mình chỉ có một con thôi. Nên là hôm nay chúng mình sẽ lên cho mọi người một con áo gió màu khá là giống như này của Kopink nhé. Mấy con hình màu trước hình như là của Nepal. Con này sẽ là mã 29 ạ. K29 giúp mình. Đây nha, K29 dưới 1m70, dưới 70 cân. Dày dặn nha mọi người, không hề mỏng đâu. Có mũ đi kèm nữa ạ. K30 đi. Còn của con gì với của gì vậy? K30 mã cuối đây. K30 chúng mình sẽ là mã cuối. Chúng mình sẽ có một em đến từ Covernat. Con này form size, tầm form size lò đây. Con này thì là bên ngoài là gió, bên trong sẽ là nỉ trần bông, siêu dày dặn với chất này luôn. Với mã là mã K36 này. K30 sorry mọi người, viết như kiểu số 6 ấy. K30 vai 48 dài 68 bụng 54 dưới 1m75 và dưới mình 75 cân. Dưới 1m75 cho em này và dưới 75 cân. Con này thì khá là basic đơn giản. Ngoài cái phần chữ in trên con áo ra thì con áo sẽ không có họa tiết và màu sắc gì quá cầu kỳ, dành cho ai thích sự đơn giản thôi. Đẹp nhất vẫn là 1m70, 1m72 mặc giúp mình con này nhá. Với K30 giúp mình này, Covernat. Mã cuối cùng rồi đấy ạ, không còn đâu ạ. Con này thì sẽ không đi kèm tag dưới nhá. K30 hết rồi nha mọi người. K30 cũng là mã cuối cùng. Kết thúc phiên live ngày hôm nay. Chúc mọi người có một phiên live sau những con hàng ưng ý với mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Bye bye.